gà lước Ấn Độ đây anh em này, để đánh ở trên lưới mắt 4/8 này vào rất là cuốn này, nó đóng tít từ túi sâu xuống, rồi to lắm anh em. Đấy, đối với anh em nào muốn sử dụng cái lưới này đánh gà lước này, đánh chằng nghịch, đánh mắt đỏ, đấy, đánh mắt xéo thì anh em có thể tham khảo liên hệ cho em nhé, em để số điện thoại ở góc màn hình video. Đấy, đây là con đầu tiên, hôm nay khả năng nó không đi ra, lát nữa được thêm một quay cho anh em xem. Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm trên toàn cả nước. Ngày hôm nay thì chia sẻ cho anh em mới chơi là cách đánh con gà lước Ấn Độ. Đấy, đối với con này thì trong cái thời gian này ngoài miền Bắc thì nó đang đi khá là mạnh này. Đấy thì anh em lưu ý, đầu tiên là về chọn lưới. Lưới thì anh em có thể là tận dụng ở trong cái khoảng thời gian này con mắt đỏ đi kém ấy. Anh em lấy trực tiếp luôn cái lưới mắt đỏ này anh em đánh. Thì cái lưới này thì chúng ta có thể là sử dụng đánh con này ở trên cái mắt lưới là 4/8 sợi 13, hoặc là có thể là đánh ở trên lưới mắt 6/ sợi 15. Đấy thì trên hai cái mẫu lưới này thì anh em sử dụng đánh là ok. Đấy, con lưới thì đánh con này thì ở cái lưới sợi 13 này thì độ bén nó cũng rất là cao, thì anh em đánh được đấy. Đánh được. Bực trên kia thì đang dính một con cú mèo. Đó. Đấy, mắt lưới của cái sợi 13 này thì chiều cao mắt lưới của nó là 150 nhé. Đấy, còn anh em nào muốn mua lưới hoặc mua loa đài để đánh cái con gà lước Ấn Độ này thì anh em có thể tham khảo liên hệ bên cơ sở nhé. Em để cái số điện thoại ở góc màn hình video ấy. Đấy, thì anh em điện đến thì bên em sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. Còn về cái khoảng cách thì đối với anh em, nhiều anh em mới chơi là chưa biết, bởi vì con gà Ấn Độ này nó sẽ xuống thẳng và lên thẳng, cái tỷ lệ nó dính vào lưới thì nó vẫn có nhưng mà nó được ít anh em. Đấy, thì ví dụ mà đánh muốn nó đâm vào lưới nhiều ấy, thì các bác lưu ý là sẽ chạy một cánh dài 50m như thế này. Đấy, như trước mặt em quay đây, và cạnh sang bên đây thì là 6m, một cánh nữa chạy song song. Đấy, 6m thôi nha anh em nhé. Đấy, và chúng ta đặt ở giữa thì con gà nó rất là theo tiếng, con gà lước này nó sẽ đâm tạt ngang sang hai bên. Đấy, thì nó sẽ được, hoặc nó xuống thẳng thì mình ra bắt là kiểu gì nó bay búp vích sang bên. Còn muốn được nhiều nữa thì tối anh em kiếm cái vợt đi soi sẽ được nhiều hơn, bởi vì tối nó sẽ rù bên ngoài rất là nhiều, không gần sáng thì nó sẽ lủi gần vào loa. Đấy, lủi gần vào loa thì lúc đấy chúng ta đánh được. Còn về loa đánh gà lước thì anh em sử dụng cho mình là loa chép kèn HQ301. Đấy, cái dòng loa này thì ngoài đánh được con này ra thì trong thời điểm này anh em đánh dẹp vằn. Đấy, dẹp vằn gọi là nhiều nơi gọi con chằng nghịch ấy. Và cái thứ hai nữa là ở đầu mùa đánh dẹp run, không rồi con này thì kẹp vào đánh chích là cũng được anh em. Đấy, tiếng đây. Bắt về thịt. Đây là cú muỗi. Mèo. Muỗi. Muỗi bé hơn. Ý, con mèo. Đây là cú muỗi. Con này chia ăn muỗi này. Cú mèo răng nó phải, mồm nó phải quặp. Cái con cú thì nó bé bé tí, nhưng mà nó bắt được con cú gì đây? Cũng là cú muỗi. Ok, để chia sẻ cho anh em nhé. Kia có được con chim gì kìa, nhảy con quăng ở chỗ con ong này. Ở đâu? Gỡ nó vào đây đi. Tao mộ không? Tình hủ. Leo cắn đéo luôn mà sao? Thôi. Đấy, kia được con sẻ đồng rồi chị anh em. Ok nhé, đấy chia sẻ cho các bác. Bây giờ thì chào các bác đây.